anytime, anywhere, I content life. Tên tiếng Anh của Phúc là Cheese, là phô mai. Ca sĩ Cheese. Đọc thì hơi khó nhưng mà thôi kệ, mình thích nên mình sẽ lấy. Mấy cái bài hit của Phúc thì nó cũng hit to đấy nên nó cũng hơi ngại đổi. Nhưng mà hit của Eric thì cũng to. Đổi thế Phúc hơi lỗ vốn. Ôi giời. Lời đầu tiên cho Đức Phúc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Eye Contact Live Forest Studio. Hôm nay Phúc một lần nữa Phúc rất là vui và rất là hân hạnh khi được xuất hiện trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và trước đó thì Phúc cũng đã theo dõi chương trình Xuân Hạ Thu Đông rồi, có chị Hòa tham gia nên là Phúc theo dõi rất là nhiều. Và sau đó tiếp nối cái chuỗi Xuân Hạ Thu Đông là Eye Contact Live thì Phúc cũng có theo dõi. Và cũng hy vọng là có một dịp để có mặt trong chương trình để gửi đến những ca khúc mà gọi là lần đầu tiên mình hát hoặc là cover lại để gửi đến quý vị khán giả. Trong cái lần tham gia lần này thì Phúc có gửi đến quý vị khán giả sẽ là khoảng 3 ca khúc. Thì trong đó là có một ca khúc của Đức Phúc và hai ca khúc mới lần đầu tiên Phúc cover lại của các anh chị ca sĩ đi trước. Thì hy vọng là quý vị khán giả sẽ yêu thích và cũng như là sẽ có thể đón nhận một cái version mới đến từ Đức Phúc. Có thể là trẻ trung hơn, tình cảm hơn. Khi mà Phúc gọi là nhận lời để cover lại hai ca khúc thì Phúc cũng muốn, và Phúc cũng nói với phối khí của bên chương trình rằng là Phúc muốn làm sao mà để cái tinh thần, nghĩa là nó sẽ khác hoàn toàn bản gốc hơn, cũng như là phù hợp với cái mong muốn mà Phúc muốn thể hiện trong ca khúc đó. Thực ra thì đối với Đức Phúc rằng là khi mà bất cứ một điều gì mà Phúc làm, một điều mới làm hoặc là một điều làm lại của người khác thì luôn luôn lúc nào cũng phải đề ra rằng là mình sẽ phải làm thật tốt. Còn tốt hơn so với cái bản gốc hay như thế nào thì Phúc chưa có bản đến, nhưng mà điều đầu tiên là phải tốt nhất với cái mong muốn mà mình đề ra trước đã. Vậy thì bây giờ Phúc sẽ thể hiện một đoạn của ca khúc Em Yêu Anh Nhiều Lắm, một ca khúc mà Phúc đã rất là yêu thích, một sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Luân, do chị Bảo Thi thể hiện. Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm, hạnh phúc bên em không thể nào quên. Vì anh đã quá vô tâm, người ơi, để hạnh phúc mà ai đã anh rơi. Một nhà hàm chút xíu thế thôi, tại vì rằng là Phúc hy vọng rằng là tất cả mọi cái sự trọn vẹn và cũng như là tinh thần của bài hát sẽ dành chọn cho cái bản chính khi mà quý vị khán giả sẽ được nghe. Hơn cả yêu là một bài hát, Phúc nghĩ là một cái bài hát và là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt, tại vì là khi mà thời điểm mà Phúc ra mắt Hơn Cả Yêu là Valentine năm 2020 thì đó là ca khúc đầu tiên mà khi mà Phúc ra mắt xong thì phải khoảng đến hơn nửa năm sau Phúc mới được đi hát live. Và trong chương trình Eye Contact Live lần này Phúc cũng sẽ thể hiện Hơn Cả Yêu với một cái phiên bản nó mới hơn một xíu để gửi tặng đến quý vị khán giả. Eric thì nhiều hit và Phúc cũng sẽ đổ bài nào mà hit nhất của Eric. Chắc Phúc sẽ đổi bài phải bài hit của em thôi đúng không? Mấy cái bài hit của Phúc thì nó cũng hit to đấy nên là Phúc cũng hơi ngại đổi. Nhưng mà hit của Eric thì cũng to. Nhưng mà nếu thế thôi Phúc sẽ chọn một ca khúc hit của Eric mà Phúc yêu thích. Mà Phúc yêu thích sau tất cả thì Phúc sẽ đổi với một ca khúc của Phúc. Đổi Ánh Nắng Của Anh cũng không được. Đổi với... Phúc sẽ đổi với... Ôi dồi. Khó nhỉ. Hết Thương Cạn Nhớ à? Thực ra là trong cái list bài của Đức Phúc thì với hiện tại là Hết Thương Cạn Nhớ đang là ca khúc mà nó buồn nhất. Nhưng mà lại là đang là ca khúc mà có nhiều view nhất. Đổi thế Phúc hơi lỗ vốn. Nhưng mà thôi cũng được, nếu thế Phúc sẽ đổi Hết Thương Cạn Nhớ cho sau tất cả. Thực ra là Phúc chưa nghĩ đến cái việc rằng là mình sẽ dùng biệt danh để đi hát. Nhưng mà nếu mà dùng biệt danh thì thôi, tại vì nhưng mà cái tên này nó hơi khó đọc. Tên tiếng Anh của Phúc là Cheese, là phô mai, nên là chắc là Phúc sẽ đọc nghệ danh là Cheese. Ca sĩ Cheese. Đọc thì hơi khó nhưng mà thôi kệ, mình thích nên mình sẽ lấy. Và cảm ơn quý vị khán giả vì đã theo dõi phần phỏng vấn rông dài vừa rồi của Đức Phúc. Và hy vọng quý vị khán giả sẽ đón xem tập chiếu của Đức Phúc sẽ được lên sóng vào 8 giờ tối ngày 29 tháng 11 trên Forest Studio. Và hãy ủng hộ cho Phúc cũng như là chương trình nha. Bye bye.